Ấp đôi thật nhở, mẹ mày ghê mẹ đi. Âm nhạc léo thì dỗi với cả lồn ra thôi các bạn nhở. Ngoài tôi lại xin phép tôi lại làm tí một tí Dota đỉnh cao thật sự với cả các bạn. Rồi là tí nữa ngồi xem một tí thôi, ngồi là buổi tối ngồi là lại tâm sự mỏng cái các thứ nhẹ nhàng cái thứ hoặc tay buổi livestream ngày hôm nay các bạn đi. Thôi đi ngủ. Tí xem lúc tập cuối à. Được bạn. Thật là thế giới đó. Phải anh đánh chơi một trò gì không bạn? Ừ, đợi tao 5 phút nữa tao reset máy không sao. Lại lại địt con mẹ em ăn nhanh luôn mà. Bên đây Covid lại. Là Sơn, Sekun. Thôi rồi, dù phạm anh và Song Ca vậy. 8k anh chưa? Đi mạng làm mấy trận đôi hủy diệt. Đều phải. Anh có em Hiếu đào vào đây đi. Mày gọi lên, Facebook mà nó vào mà. Nick Steam của em đâu nhá? Từ á, để em nhắc tin. Anh em đợi tí, để tôi nhắc tin tôi rủ. Rủ Hiếu đào vào một tí. Hiếu đào đâu nhá? Đào điều. Hiếu đào. Alo. Dota 2. Mẹ đéo ai rủ cay cay bác lờn. Tùng TT á? Ờ anh chuyên gọi Tùng TT vào đây đi. Thế là anh em đợi tí này, trong thời gian đợi Phạm Anh rồi lại nghịch quýt tin này. Outfit của mấy anh Nga Ngố đẹp hay do người chúng nó mặc đẹp anh nhỉ? Outfit của mấy anh Nga Ngố đẹp hay do người chúng nó mặc đẹp anh nhỉ? Em xem nhạc Nga mà mê outfit vờ lờ. Vãi lồn địt con mẹ em chúng nó có cả. Mày bắn chết ơi. Chúng nó gọi là có cả cái gì nhờ các bạn nhờ. Quên con mẹ mày mất rồi. Nó gọi là địt mẹ cái người mà địt mẹ lo thời trang của mình. Nó gọi là cái lồn gì nờ ấy nhờ anh nhờ. Fashioner à? Không, nó gọi là cái lồn designer à? Stylist, đúng rồi. Stylist. Địt mẹ chúng nó còn có stylist các thứ ra địt mạ trả. Đẹp vãi cả lồn ra gớm các bạn chứ có phải là kiểu thích gì mặc đấy đâu. Chứ ví dụ tôi nói cả các bạn là địt mẹ mày Linh Pam chính là một trong số những cái thằng mà anh em ghét vãi lồn. Thì nhưng mà tôi phải công nhận thằng đấy địt cái con mẹ nó MV nó mặc đẹp vãi cả lồn. Tôi thề với cả các bạn luôn. Các bạn nhìn các bạn chả xuất con mẹ mày tình. Chả thế thì làm sao nhưng mà chúng nó nói chung là có bao nhiêu tiền thôi các bạn. Chứ còn có tiền thì rồi ôi. Địt mẹ Phạm Anh còn đẹp trai chứ còn thật sự luôn. Tao luôn đẹp trai. À đúng vậy bạn địt mẹ. Và nhé, chơi Dota. Và làm trận Dota nhau ra cái đi. Ai nghe mình đùa rồi ạ? Vừa đã có ai đâu, gọi Hiếu Đào chưa thấy đâu đi mà. Dota lừa. Cho nghe bài nào nghe phát chia tay người yêu đi á. Đấy. Ago mình chia tay đi. Em nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho hai đứa mình. Anh có hiểu em không? Thật lòng em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nó chỉ lời đắng cay. Nó chỉ lời hoang mang. Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra? Anh không muốn nghe. Nói ra cũng thế thôi. Nói ra cũng Phạm Anh thì mặc gì cho đẹp được chứ chưa ra cảnh. Giờ em cương quyết hôm nay em phải bước đi. Anh trắng tay. Tí nữa sẽ chọn anh em sẽ nói đã đến lúc ta không còn yêu được nhau. Đừng nói sao giờ đây em không còn yêu được. Làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào? Khi lòng anh biết anh sắp mất đi người yêu. Thì sao mới người yêu thì với anh cũng thế thôi. Người yêu anh trên thế gian. Cay quá à lờn. Thôi mà vào bên đây. Invite Mila để con mẹ em chó. Cay quá à lờn. Ở đâu rơi kìa. Thằng anh đâu nhỉ? Mặt lồn. Đây chân chờ gì đấy. Có gần 3 thì bảo dội vãi lờn à, đang cuốn à? Cuốn đéo thế. Cuốn gì? Có bao nhiêu giờ đi cao không nhỉ? Ở đó bên nó lên nhỉ? On cái nick lên mẹ. À dạ, chưa on nick à? Ở đây em vào đây. Sửa chưa còn gì nữa. Neko. Em vào đây. Em chuyên chơi Dota, em chuyên đây. Không em ơi, hạ đội phố đây, em sẵn ngay vào đây mà. Mà không nhặt lên được rồi chứ nó. Cái gì nhỉ? Anh em phải nghe bài này. Hay vãi lồn. Quên mẹ mất tên bài nhưng vẫn hay nhá. Đấy. Xem đỡ vội lấy chồng. Nhưng mà hay. Chết luôn à. Hồi em chia tay Ni cũng nghe bài mùa chia tay buồn VCL. Sợ lên nào.
sao Sam nỡ vội lấy chồng, đít con mẹ là phải hải ngoại nó mới hay chứ, đít mà. Đâu đây? Ai đây? Hát ai vậy? Sao giờ đéo còn đít mẹ, ví dụ kiểu như Quỳnh hát sao em nỡ vội lấy chồng nữa nhỉ? Ủa? Sao em đéo chịu lấy chồng? Không chịu anh em nữa nhá. Ngày mai tôi lại đem đến cho anh em một cái siêu phẩm về thế giới, về đít mẹ nghệ nhân chơi Dota 2. Thế giới luôn đấy nhá anh em nhá. Nhưng mà đéo có tùm tê tê các thứ đây chơi cảm giác đẹp cho mỗi Phạm Anh đéo trai hát ấy. Đéo ai đi biết à? Mày đi đâu Phạm Anh? Top of mid tùy mày. Và tôi cũng yêu em. Ôi đỉnh của mẹ đang bị trĩ, thế nên là phải ngồi sổm phát. Không đỉnh của mẹ nó cái trĩ nó cứ đâm vào đít, khổ quá là lồn. Mày đi mid nhá. Mày con gì ấy? Mày up land, thôi tao đi mid đi, để tao... Tao lại con zoom, được không? Kill everybody, tùy. Anh em muốn đánh con gì nhỉ? Để tôi giết hết cả. Đây, để tôi cho cam bé lại cái cho anh em nhá. Ngồi chơi game một tí, tí nữa anh em lại đổi tiếp mục nhá. Mà em có Loki nữa thì là đủ con mẹ cảnh cái lồn đi. Quyết được bên đợt ra không cần. Ôi, con đi mít kiểu cảm giác biểu diễn bạn lại còn giết hết trong mẹ thật là đáng sợ vậy. Em muốn xem con gì cho thế giới vậy. Ember này vào giết hết con này luôn. Cái gì? Ember này Ember chán lắm. Để mà đéo. Nhưng mà bạn muốn con giết hết luôn thì có mỗi con Ember. Thế á? Để mẹ hút ca ra gặp con mẹ Ancient Apparition. Thế là thôi rồi biểu diễn bạn trận Ember vậy. Chẳng hạn rồi. Mẹ cái đồ đẹp phải đánh chứ. Chứ lồn gì nữa. Xùi. Gặp con mẹ mày Mikoto ở đây rồi. Úi kìa, lát thế nào. Đúng cải chưa nhỉ? Cái này cần đéo để mua rìu farm nhỉ? Con nào? Đúng. Tại sao có một con Melee không mua rìu farm vậy? Xôi, để tôi giới thiệu cho anh em một con Ember Spirit Dimit, tao là kinh khủng nhé. Gặp con mẹ Mikasa Dimit ngày bạn này. Trời ơi, thế là gì? À, con mẹ bị đuổi rồi. Phật tổ Slack búa set challenge đi anh. Phật tổ Slack búa set challenge cớ cơn này nhá. Tôi mà có cơ hội tội phạm tôi sẽ pick đi bạn con Slack để tôi lên búa set cho anh em ngay. Khỏe mà. Nhưng mà chứ bạn ngày xưa nó có Apex Speed ấy, còn lên bây giờ đéo có Apex Speed ạ. Không, đấy nó không phải là vấn đề. Vấn đề là nó là vấn đề đấy. Không, đấy nó vẫn không phải là vấn đề, trời ơi. Nó là vấn đề đấy. Vấn đề là đồi nó không có start thôi. Con Slack lên cái gì cũng phải có start tí bởi vì yếu quá. Chứ còn mà thôi, biểu diễn một cái Ember đỉnh cao này, tắt ư yểm cái thứ đi để trông cho nó chuẩn bài này. Không thì sai đẹp đẹp mất. Ember Spirit của tôi vẫn chiến, anh em hiểu không? Một ca nó không có song down mười mấy triệu thôi, chứ còn anh em donate cho tôi song down đây. Và anh tặng tao song down mười mấy triệu của Ember đi. Mặc dù là hai kiếm rare rồi nhá, thế nhưng mà vãi đái trâu. Hai kiếm rare đắt đấy. Cái gì vậy? Nó hiếm. Nó là hai quả đao của địt mà phải bao đại nhân để anh cầu đầu trảm với cả long đầu trảm. Mỗi bên cầm cái to mắt là lồn. Mà nó là đao nhá, chứ đéo phải kiếm. Đồ re đánh thì vẫn rơi ra mà. Xịt. Đùa. Mà các bạn có nhớ trận gần đây chắc là Phạm Anh chơi Doom không? Phạm Anh, tao vẫn chơi con này. Nhớ lần first item lên gì chưa? Là găng ném tiền bạn ơi. Đúng vậy, trời ơi. Mà các bạn, cái giày phây đã rồi mày găng ném tiền bạn ạ. Chứ mà 8 phút tao cầm giày thường găng ném tiền đó. Đúng thế. Thế nhưng mà đánh, tại sao không phải là đánh với tao mày làm thế mà đánh với người khác thì mày làm thế. Tao đánh với mày làm thế đấy, sao thua được bao giờ. Thôi quá à. À thế à. Chờ kè. Sao mày không ăn răn vậy. Chứ tốt mình được thả lần. Cú lừa. Cái gì? Rồi, còn không? Im, yên, bố, tập trung, đánh không bạn chê, các mẹ cười rồi. Mẹ cho các bạn mét chưa nhỉ? À, cho rồi mà. Đúng cảnh vậy luôn. Phạm Anh Zoom chi subscribe. À, mít thôi xong thua. Cảm ơn Cường Mai nhá. Tôi gặp con mẹ Mr. D đi mít rồi này. Ôi, bạn biết offlane là gì không? À, xếp lane là gì không? Không biết. Monkey Hunter. Ôi bạn ơi, bạn nhìn Mr. D mid này. Level 1 tăng trưởng 3 bắt sắp hoang creep. Địt mẹ phải diễn viên rồi. Trông đã thấy là địt mẹ phải giết thằng vài phát mới được. Thề. Ôi, đau thế thì con mẹ ơi. Vẫn bị deny, đồ con gà. Hả? Phải diễn viên rồi. Địt mẹ đánh Dota mà không có tùm TT. Bảo sao các bạn nhìn. Các bạn lại check là mình diễn viên. Ú kìa, thế mà đéo ăn con đấy đây. Non lắm con, để trưởng 3 đấy mà ăn creep. Phí. Mất công bố mới né các bạn trên kênh lại bảo là highlight ạ.
Trời ơi, đi nai mình luôn mà. Cúi đầu hộp nón. Ôi, mẹ ông bắn mặt tôi. Tí tôi lại giết ông ra đấy, ông lại khổ vãi lúa ra. Mẹ nó đeo đâu. Con mẹ nó bình sát. Thế mà mình cũng thật là nón. Bắn thẳng mồm mình luôn mà. Con mẹ mày đấy. Để xem với cả cái lượng máu của mày với cả cái chém của tao thì cái nào đau hơn. Lượng chém của mày đó. Cái địt mà bắn phát trưởng 3 mình mất đấy, mình mất siêu 1 luôn mà. Cày vãi liền. The way is clear. Ui, ông còn đi ra đây nữa, tôi xin ông đấy. Người mà cứ như đi mượn nó mệt thế. Sẽ đi mượn này. Mệt này. Lồn gì đấy. Nào tôi. Alo. Đưa con tí đang bận gì. Thế phải vừa đổi nhạc chuông à. Đưa điện thoại anh. Đâu gọi Zalo. Ủa, dọa. Anh Tùng chơi gì đấy em cảm ơn. Không, mày áo cho mày chơi cho Tùng chơi tê ạ. Ủa, trôi xong cái heo này. Lại chít rồi. Anh em đang chơi gì đấy? Chơi Dota nhưng không cho mày chơi. Sao lại thế? Vì tao bảo thế. It must be done. Anh xuống kích. Alo. Alo. Alo nghe rồi. Được chưa? Ok là luôn đi. Còn mẹ mà tao có bị lỗi kỹ thuật đấy giờ khổ vãi lồn ra. Thế anh Dũng khổ vãi lồn à. Be wary. Be cautious. Tùng ơi. Dạ. Đây này. Đâu 2 triệu. Mày chẳng mãi luôn lần. Mày trả thôi không cho mày. Được cả thằng. Đéo trả đâu vậy. Thế thì càng không cho mày. Thế nào cho mày. Vẫn không cho mày đó. Tuy cảm hứng. Bố mày có thêm 1 chèn nữa con mẹ cái thằng này. Mày 1 triệu trả 900 được chưa. Được. Trưởng luôn, thế tha được không ấy? Ông lại còn trưởng con creep diễn viên mãi lần thề. Anh Dũng đang chim à anh Dũng? Anh đang live chim với mày. Em muốn chơi cùng anh à? Em muốn đánh Dota với anh. Không. Hôm trước anh Dũng gọi em đánh Dota đúng không? Em ngửi thấy mùi, em đi ngủ ngay. Thôi. Em ngửi thấy mùi. Mày cứ ngửi đi. Không ạ. Ta lại nói mày là cái ngày mà không có mày ấy, anh em trong chiến thắng giòn dã. Đấy là cái sự con mẹ mày thật luôn. Mày hiểu nào gọi là giòn dã không? Biết mà bởi vì sợ bị mau. Trông dùng bị mẹ skin này. À đùi mà cái thật sự luôn. Em biết mà, em biết cái lồn thì. Mày chắc rồi phải sâu ấy. Không để em xem mà. Nhưng mà tại sao mày không chơi với tao? Em sợ mọi người chửi em. Thì đúng. À, đứa nào không chửi mày? Anh chuyên ạ. Anh chuyển cái đít mẹ mày, tao chửi tao chưa mày đâu chửi. Đấy. Không nhưng mà mày đổ lỗi cho tao. Lại cheat rồi. Cheat à? Cheat. Ngoan. Cheat thật luôn mà. Ngoan mà. Nghe thôi là biết. Cheat rồi mà. Ngoan. Ngoan. Alo. Đây rồi. Được chưa tịt mạng cày vắt cả lồn ra. Bây giờ mỗi khi nào anh đi chít chít là bọn em phải kêu. Em trêu anh Dũng hôm đấy em đi ngủ sớm thật. Bởi vì là em đi ngủ mấy hôm trước. Ủa là hôm đấy 8 người mới ngủ rồi. Kéo ổn rồi. Chết mẹ. Cái đít mẹ nó level 6 thôi bao giờ ấy. Rồi mẹ lửa. Đùa. Đấy rồi mẹ vào trận đấu cứ chốc chốc thế lồn là đánh như thằng dở hơi. Thề cả bạn. Cay vác là lồn.
Rồi nhá, tập trung đánh cái này. Địt mẹ không dễ được, cứ trêu đánh như cái bùi. Thế biết tại sao không? Lấy đấy là anh không có em đấy. Nhá. Anh xin lỗi, đây làm lại. Mẹ. Không thì tí nữa cũng không có mày đâu mà. Bạn lại mắng địt mẹ. Cái tí nữa cũng không, tí nữa cũng không có mày đâu mà, cho nên là không phải vào chiếc đâu em. Đâu em đang xin anh Dũng, anh chuyên cày đi. Kệ mày. Anh xin làm Dũng đều ạ. Mày xin làm Dũng, đấy là việc của mày mà tao cho hay không? Nếu việc cũng là việc của tao. Nhà anh chuyên thông bán bơm mà anh chuyên. Không, tao không bán bơm. Anh buôn bơm đúng không? Nhà tao bán rượu. Anh buôn bơm đúng không? Không. Cái gì? Nhà tao bán rượu ba kích. Ok. Anh Minh ơi, One Foot Man sắp ra chưa? One Foot Man là cái gì? One Foot Man là cái gì? Em thích chơi anh ấy, One Foot Man. Nếu mày chơi. Phạm Anh có đu không? Không biết. Phạm Anh có đu không? Không có, 15 mới. Do you want some One Foot Man? One Foot Man. Ở đây đông người không nói được em ơi. À thế ạ, à vâng. Thằng Tùng trên đây ngu rồi Minh nhở? Vãi lộn. Em không, em đang kiểm tra sự chuyên nghiệp của Minh thôi. Không, ngu như chó lão hạt. Em chỉ thử xem là anh Minh chuyên nghiệp đến đâu. Anh Minh đúng là nhân sự của VNG. Anh Minh mày... Anh Minh vãi lộn đúng không? Minh đúng là nhân sự VNG có khác. Không rồi, bạn nè. Anh Minh mày thì liên quan lộn thì đến tao. Chuyên nghiệp cái lộn gì ở đây? Anh Minh mày làm gì không tao? Vô trách nhiệm, dã man luôn đấy. Uầy, Tùng với Tê nổi tiếng thật nhá. Hôm nay anh cho tiền mẫu ăn mày ấy. Anh hỏi mày có biết Tùng Tê không? Bảo biết. Anh chủ cái bang à? Không. Vãi cả lồn, em bảo ông ăn mày là bây giờ em cho ông 5.000, ông ấy biết. Anh chuyên là ai? Ông biết luôn mà, vãi lồn. Ông ấy đéo biết luôn. Anh cho ông hỏi 50.000 nhá, tao hỏi là biết Tùng Tê Tê không biết, biết chuyên ông không? Thế em hỏi ông ấy là thế ông ấy có biết nhà anh chuyên ở đoạn Lê Thanh Nghị không? Ông bảo đúng, ông biết chuyên mà. Ở Giải Phóng biết là đéo biết rồi. Lê Thanh Nghị có đi đâu? Ở Giải Phóng mà. Thế là ông ấy đéo biết rồi, thịt mạng một phép. Thầy vãi luôn. Hóa ra ông ăn xin. Hóa ra ông ăn xin đó. Hôm qua vừa mới làm bộ ý chính nha anh Vinh. Sơn vào cái tắt đứng của anh ơi. Tắt đứng à? Tắt đứng luôn này. Ui. Sao chết này? Con Oric cổ đám điêu thế. Nó cái trưởng ba của kinh lắm các bạn ơi. Đỉnh mà. Cái trưởng ba rất kinh và đang lửa màu. Tao bố phát chết luôn, tao có cơn làm top chết luôn. Nó giết được hai mạng rồi. Biết không, tớ có Doom với cả Smoke đằng sau lên rồi. Chưa có mana. Đấy, ăn cả năm hết hả? Ơ? Từ từ á. Thế vậy là có người anh của em sao? Có anh, có anh này. Đuổi QP, đuổi QP đi. Ủa, chẳng cần thì Doom gì mẹ ạ. Mà còn nhanh bạn, tớ không bị pha mà. Kìa, nó còn không KS được của bạn luôn không em mắt tớ. Hiếng rồi. Mày hứa là mắt hiếng luôn đấy. Bắn lấy cái này không? Không, thà này. Tao bị lỗi ở trên ạ, vãi lồn. Sao trên Nemo này nó hay có cái trò gọi là đua donate nhỉ? Đua donate là gì mày? Em đang xem này, có hai bạn nữ cứ ngồi nói chuyện, các anh ơi cứu em với. PK ra PK chứ nó. À, cô đi PK. Có Oracle ở đây đéo được rồi.
Tùng Xuân Tê trông thế ngu thật, đi mẹ bảo sao đi mẹ. Quê vãi lồn mà. Không, em không thích cái con gái hú này, tôi em mới biết. Farm được cứ farm Phạm Anh ơi, khó giết nó lắm. Biết thì tậm tặc mà không biết thì... Thế thì mới hỏi. Biết thì ngập cặp mà. Phải hỏi. Biết thì ngập cặp. Thì anh tìm ra mày cứ ngồi chơi về tí. Đéo gì mày, vãi Đài Châu ạ. Nhìn cái gì ở đây không? Anybody? Ơ như cái PK đấy, PK thua có cởi đồ không anh? Bố ông nhìn tôi đi. Đâu để làm cái lồn đi, đi mẹ. Ui, cày. Thôi thằng Sam béo lại chip rồi. Đi mà, từ tê đầu lúc lồn nó chỉ giết được được 2 cái mép lồn thôi con ạ. Quả em lồn thì bây giờ người ta PK, người ta mất tiền thì phải được cái gì đấy chứ. Thế là mấy cái... Cái này được tiền thì được cái lồn. Nhưng mà với ông viewer là mấy người donate mà. Không... Thì người ta được rửa mắt chứ anh, chẳng lồn mất. Thế tại sao không nghĩ đến việc là đi mẹ người ta đi làm từ thiện đi. Mà lại nghĩ đến việc cởi đồ. Sao người ta lại ngu như thế nhỉ? Thì từ thiện cũng phải từ thiện cho người nghèo chứ, đây người ta quần áo đầy đủ, lẽ là từ thiện cho người ít quần áo chứ anh. Vãi lồn, điểm mấy cái con mặc hai mảnh ấy thì từ thiện là không. Nhưng mà cái lồn quần áo đầy đủ, vãi lồn, từ thiện cái gì nhỉ? Không, khó hiểu thật. Mày biết tại sao mày không hiểu không? Ví dụ em mà gặp cô gái nào mà không có quần áo mặc trên người em từ thiện luôn. Thế là cái ngu đúng không? Điên à. Em từ thiện luôn. Ôi tao lại có du mùi này lại chít ạ. Lại chít. Lại chít. Quạt. Mày gặp bê đê chít rồi. Con mẹ mày đổi tên ra béo thành bê đê chít chít mới được. Cái thật mấy ông này cứ đang không hiểu cái từ PK thì ai chả hiểu là từ đi player kill các kiểu. Cái mày ơi, tao đã bảo mày là PK là player kill. Mấy ông. Tao bảo mày PK. Mày rút cái dây gì đấy? Màn hình của anh sao lại mất? Mày bảo mày PK là player kill. Thì em đang đọc trên kênh nhưng mà đang bảo là cái kênh của nó, cái kênh của nó có chữ PK cơ. Không phải. Nếu mà theo ý của mày PK cũng đéo phải là player kill. Em không biết từ đấy là gì hết, nói nhanh cho nó vuông. Em chỉ biết từ đấy là PK là từ hai thằng đánh nhau thôi. Anh sẽ học tiếng qua kêu vậy thì mẹ không dùng hàng nữa. Quá quá. Quá quá. Quá quá. Chị đã bị mãi mãi lồn luôn mà sao đéo chị bòi chị tờ 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 lại rồi. Chết rồi. Được chưa? Hello. Mẹ cay vách cả luôn. Đó là chết tờ chứ. Ôi. Có rồi. Có gì? Có cái lồn, có cái lồn. Bịt đâu? Làm ở DD luôn. Đâu, lồn đâu? Bịt đi xăm lồn. Đấy, bạn fan này gánh tớ. Không được gánh bạn mà. Bạn nghe được chưa? Alo. Rồi, bạn ơi. Được rồi đã. Thì mẹ chơi. Lại mất rồi. Không, lại được. Phản phá. Cứ chủ đề đi, mẹ chả phá gì, không có run đâu đấy nhá. Nên được có út. Đi farm đi, con của mày là con đi farm đấy. Cứ mi đáp, cứ bờ linh, cứ kiểu tí sồ vào. Đang nhất farm này. Yes, sir. Kali put man. Lên top. Kali put. Người ta ơi, mày có công nhận là mẹ mày học thì không bao giờ là hết đúng không? Đúng anh ơi. Thế thì mày có biết được PK nghĩa là gì không? Mày đã khoe các bạn là clip làm xong rồi. Qua rồi. Không. PK trong game cơ. PK trong game á? Game gì? Nếu mà game bác sĩ game là phụ khoa. Game đánh nhau đi, game giết nhau đi. PK hai thằng PK nhau thì. Úi giời. Hai thằng PK nhau thì gọi là PK. Sự luôn. PK đánh nhau thì ra nghĩa là gì? Thì là PK. Không, PK cái địt mẹ. Từ bé đến giờ em vẫn hiểu PK là PK. Không, nhưng có nghĩa nữa. Vẫn chết luôn. Thì nó là PK. Đấy là mày ngu mà không chịu học. Con A nhá, con A chứ tốt á. Nó giống như anh hỏi từ ăn có nghĩa là gì, từ ăn có nghĩa là ăn. Nhưng đấy là không phải ăn, nghĩa là gì. Không, là ít à. Đấy là như mày vừa nói lúc ấy, ví dụ như mà mày nói là player. Em player kin ấy. Không, đấy là em đọc mấy người ta thôi. Đây này, có người bảo là player kin này. Nó là person kin con ạ, thằng đần độn. Không phải em, đấy mấy ông viewer mấy thằng đần độn.
Có cái đi con mẹ mày, mày thích chửi viewer của bố mày không? Thằng mặt lồn. Anh chuyên, anh chuyên con mẹ mày đấy. Mày thích đi mẹ mày không? Vậy 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 là personal kill chứ. Bảo, đấy là cả, anh chuyên bảo ai nói thế là đần độn mà. Mẹ mày, mày chửi cho thì đi mẹ mày. Ê Phạm Anh ơi, vào giết rồi. Sao là personal kill được ta danh từ, sao đứng trước động từ được? Có đỡ biết, anh có nồng mắt à? Ý là, ý là chiếc cá nhân nè. Chiếc cá nhân nè. Thôi lùi rồi. Personal kill. Sắp đi cầm đi rồi. Ê, nóng băng quá, mẹ chả thấy làm được cái gì cả. Nha, user của anh béo đang bảo đấy là tên killer kìa. Ừ, cũng được luôn, nhiều mà. Không thể là... Đờ, không, bây nhưng mà thực ra ấy, hẳn đúng với tên nói cái clone thì cũng sai. Đúng quá à. Đúng cái clone đấy. Mày là thằng là... PK là penalty kick. Đã phạt đền. Thằng đúng cái tên về cơ bản đấy. Nếu phải đâu, thằng đúng cái tên nói cái clone thì cũng sai ấy. Còn người khác nói cái clone thì cũng đúng, nhưng mà đúng cái tên nói cái clone thì cũng sai hết. Cái gì? Không, ta không tao cái gì mày. Rồi rồi, nó chung mít đi bạn ơi. Có bộ set rồi. Đánh co quay rồi. Một chém phát là con mẹ cái thằng này luôn. Không có tên Cherota không? Có. Chơi bạn đây. Nhưng sao tự nhiên bạn thích khủng? Bạn lại rủ tôi chơi. Sao nó rủ skin xa nhỉ? À nó bắt tao đâu. Nó rủ. Nó rủ nó ra to nó dính ăn tao ấy. Nó rủ bài thôi, đến lúc vào nó đéo chơi đâu. Đây đây, đi sau. Sờ mốc cái lồn thế. Ngày hôm nay bạn ngủ sớm. Sờ mốc thì đi vào đây. Thì hôm nay tôi bị trầm cảm mà đánh Dota mọi người trầm cảm. Đi lên đây này. Trầm cảm lắm. Bố mày gọi anh mạnh con, bố mày đã đánh chết con mẹ bây giờ. Kìa. Ai đánh mạnh con. Thề nhá, ví dụ mà chửi em mà còn được chứ dọa em đánh nhau đánh lại luôn này. Đâu thế? Phạm Anh ơi, đéo giết được thằng kia kìa, phải cả luôn. Không thế, thế thì bây giờ mày phải được. Tại sao tao lại đi? Con mẹ tao nghĩ mà đến mày đuổi theo rồi, tao mới về. Tao cũng nghĩ mày đuổi theo mà mày là thằng có bay thì mày phải đuổi chứ sao bắt bố mày đấm vào đấm tao có lên tao tham quy được bên vãi cả lồn cày à đuổi rồi không, mày có từng chạy thì mày phải đuổi chứ tao thấy nó tê lê ra tao phải lùi đâu đi kiểu highlight điểm như cái điều thôi là sao không thể nữa vậy nghĩ nó yếu ấy từ đây rồi anh mạnh con không anh mạnh con này không. Cứ để anh con, anh mạnh con nhưng mà em biết hình như là anh cái tên là cái gì nhỉ? Tên BH ở gần này. Mạnh Anh Vũ à? Mạnh Anh Vũ cái lồn đi của mày Vũ nhắc cái tên luôn. Nhắc cái tên nghe đi. Hidora đi vào. Ôi cái lồn đi con mẹ Mạnh Anh Vũ luôn. Hidora. Heo Hidora đi mà. Mạnh Anh Vũ ngày xưa đi mày dí. Dí em mấy quả hát quá luôn. Mày không biết, anh mạnh con luôn. Mày kém rồi. Mày con gầu à? Đít mắt à? Nhưng mà... Tao hôn con này đánh gãy tay gãy chân thằng trong clip mà vãi lộn. Đấy, mày có muốn gãy tay gãy chân không? À, không ạ. Sự tụng con. Mà đùa thành Dota là đéo tụng tê tẻ nhạt mà đúng rồi nó bị buồn mà anh kiểu em làm cho phải anh lúc thăng thăng hoa lúc thăng bị mà nói thế dụ mà anh lúc thăng anh chuẩn bị xuất một pha là em cho anh đứng lại luôn không cho xuất nói, luôn nói thế tưởng thật luôn hay anh chuẩn bị xuất một pha là ngừng luôn không xuất nữa mà con go bro con go bro người ngây thơ có niềm tin vào cuộc sống một tấm bằng anh. Thôi thế em thử thách luôn. Thì bây giờ mình xuống. Em dễ tin người. Đồng thế. Mày dễ tin người kiện mạnh. Thôi. Này này này. Với được ra đây bọn nó đang xuống nhé. Bọn nó đang xuống đây. À kìa. Ê giết con Oracle bạn này. Why you don't see him? Chém vào đây thế là chón creep thật sự luôn. Bạn ơi. No, nó lạc ra Phạm Anh câu bẹp. Ê đuổi Phạm Anh. TT. Kẹt hay rồi. Hay không anh? Kêu. Nít mana guy. Actually nít mana. Nên lấy làm cái này nữa. Go back đi, thật sự luôn, đéo muốn ở đây một tí nào đâu. Thôi go back đi bạn ơi. Không, ăn nốt con cá đi anh.
cổ đấm ăn xôi. Ủa, cổ đấm ăn xôi, xôi lại hầm. Vô tình đánh Tùng, Tùng lại sướng. Đúng rồi đấy. Còn mẹ mãi đâu chết. Mẹ tao gọi anh Mạnh ra. Anh chưa này anh biết một bí mật không? Không, tao đéo biết bí mật lồn gì hết. Anh biết tại sao em cứ vào đây để chơi mọi người. Kệ mẹ mày, đấy là việc của mày, tao đéo quan tâm. Mỗi lúc mọi người chửi em tay không, tao đéo cái mày giải thích. Tao đéo cái mày giải thích. Vì bất cứ giải thích nó quan tâm. Cứ bỏ lệch mà lên rồi anh chung dư. Địt mà cài một cái anh chưa đáp thắc bình. Anh chưa đáp thắc. Tao đéo cái mày giải lại đi anh. Anh mưu mẹ lại anh ạ. Tay trái thì em để bên trên em. Kệ mày không quan tâm, tao không nghe. Vài tìm bi đai kiểu rồi. Mười giây nữa ạ. Tự nói bí mật xong tự mày đặt tự giải bí mật phải không? Đéo quan tâm. Ừ, rồi, trên mạng đóng cơn phép thật sự luôn. Anh biết vì sao phải không? Các thứ. Đéo quan tâm. Hay bởi vì là team anh thắng anh Dung. Tí nữa team anh thua anh thử xem là nó có lật kèo được không? Thứ hai hay không mà. Ôi mệt vãi lồn. Mà Usa này cứ ăn Usa làm sao nhỉ? Kệ đó, nó pha được rồi. Thôi anh bị với anh mình thôi. Có cái đéo gì này? Hai vẩy rồng. Ủa nó BKB luôn, cho nó cẩn thận luôn. Lấy được bao nhiêu của nó. Ơ à, đây em nhặt của bên nó mà. Tiền rơi cái giáp rồng. Ủa đây cho tờ đi em. Em cứ đi bên nhà cho tờ đi. Ở nhà đấy. Ơ à, anh phải anh bao giờ khai trương. Đó là một nỗi đau đấy. Thì thám á. Hôm nay lắp bàn rồi, thích thì mai xuống chơi với anh được. Vâng thì không, anh em bàn quá chỉ để cho phò nằm lên đấy để mẹ về chơi với anh chứ còn khách đéo chơi đâu. Khứ quan trọng gì anh, nhưng mà anh em mình chơi nhau mới được. Kiểu rác thì áo lửa. Lại có run rồi này anh em đi thôi. Phạm Anh gọi mấy con đào ấy, cho lên đấy xong rồi nằm đấy xong rồi chổng bông ra tao bật bia trúng lỗ ấy. Em nhìn thấy anh Phạm Anh bắn, cảm giác anh Phạm Anh trườn bò trên bàn bia em thì đứng rồi. Bên biết cũng mẹ, bên ca ra sử dụng. Phát lồn cái bàn mổ lợn nó đi theo. Ông ấy cứ ngồm lồn ngồn ngọn nhỉ? Như cái bánh đúc. Anh Glenn, please. Sợ như con đứa đi. Phiêu, thôi xong rồi, bú lồn nó đi quá muộn mà. Thằng Zoom nó rồi đấy. Giết. Ôi, tủ trường, chảy thế. Mẹ nó sơ tun rồi, tao đeo ấy được nó rồi. Đúng rồi, tao chạm rồi, tao bị chạm quá. Bịt rồi. Con mẹ nó sơ tun, tao kinh quá, thật sự luôn đây, trời ơi. Đúng hai anh em mình lao lên thôi mà. Rồi ôi, thế thì bài bạch rồi chết. What the fuck? Tao bắt một lính rồi nè. Đi như lồn rồi. Tao bắt một lính. Trong B2 lên đồ gì chém đẫm ấy nhở? Nó nỗi buồn rồi đấy. Nó là có. Mẹ phía sau. À nó có đánh với cả BH các anh em, Dybank nhà anh em thua rồi. Địt mẹ nó nhát trận 1 nha các bạn. Đánh như cái Bill. Có như meta bây giờ là BH chuyển sang top. Đấy anh. Không. Như Bill luôn á, thật sự. Đã bảo rồi mày đừng để Phạm Anh đánh Doom. Anh bìm đừng nói thế mất quan điểm của anh chơi đây. Con chó kêu la của em rót Atos địt mẹ không kịp xử lý cái cách luôn. Anh phải anh cứ chơi nha. Ừ. Nghĩa là nó vẫn chơi rồi. 4 5 8 tay bắt rồi. Con mẹ rồi ôi, kill 4 5 8 rồi, là... thật sự luôn. Ý mày là gì? Không. Ý là cái lồn này nào. Là bác thở còn chết lâu nha. Tự đưa ra quan điểm xong tự đéo thôi, trong tự thôi. Con người chả có chính tiến thủ ốt cặc gì cả. Tự ý em là, ừ ý em là gì? Thôi. Sút rồi ấy. Mà con BH sau quả lợi nó giàu lắm đấy. Mà con chó lên đồ nó cũng trâu chứ. Cay thật sự. À, hôm nay tao đi mua mô hình. Gặp fan gần của mày ấy, thùng tê. Không, cái này là thật luôn. Cái này là thật luôn, nếu phải không con mày ơi. Em đang nghe đây. Em sẽ dừng các câu chuyện của anh cho đến đoạn kết. Anh cứ kể đi, em sẽ không. BH này. Tao chỉ kể là gặp fan gần của mày thôi. Mãi lồn, sao đâu mà kể. Nó không muốn tin nó. Rồi. Cứ gặp Phan Gơn mà là có chuyện để kể à? Bỏ lên, nó bay bay rồi. Thôi bỏ đi, đéo lên, nó bay bay rồi, mình ăn được S mà. Vãi lồn ý, tao lại có Doom nhá. Rồi, bình tĩnh, cứ bình tĩnh con, bảo kê của Usan rồi ấy. Đánh cung luôn. Đúng rồi, ăn cung nó, ăn được nó. Cẩn thận, nó ulti vào đây này.
không cần phải doom lắm. Tú MTP đã mua gói riêng này. BKM farm anh zoom BS Alon AH. Nó đang không cần ai luôn. Phạm Anh, nó ăn sờ đâu rồi? Đang đuổi, tao đang bị dí vào đây rồi, thế nó chết rồi. Tuyệt vời đấy, anh em comeback rồi đấy. Bắt đầu đánh tử tế lại là nó thoát luôn đấy. End game ai? Ơ nhưng mà các anh mới mất một trụ mà sao lại gọi là comeback được? Thì vừa thua quả hơi nặng, em hiểu không? Nó lại còn là Bounty Hunter, một hero đánh nhau được nhiều tiền nữa thì... Người ta chết đủ tiền chết cả anh. Em đang nói chuyện anh Dũng, anh chuyên này cay rồi đấy. Anh tao không có nói chuyện với mày đâu. Mình vô duyên lắm. Tao là Tùng TT đâu. Tao đang nói bóng này gió đâu. Ừ, tao đang nói đồng đấy. Chúng kéo chung thôi. Anh vô duyên lắm. Kệ mẹ tao, bố mày vô duyên tị. Kệ bố tình bố thế em sao. Cái gì vậy? Sao sai từng ớt ở đây, từng từng bố hơi gần hết nhỉ? Ôi chết rồi. Không cứ làm như là như mẹ. Cái ai nói gì cũng là nói đó gớm. Mất cho mẹ con xem tao rồi. Mẹ ơi thầy xem tao trong dùng để tao nhá. Ok là luôn. Tắt cái trưởng 1 đi. Chuột phải vào nó tắt. Beta hèn rồi, BKB cho mấy thằng yếu đuối thôi. À ghê thì điên, người ta đánh Ember, food item BKB. Anh em bảo tôi yếu đuối. Anh chị. Nhưng mà thôi các bạn, vừa đai bách xong đéo lên BKB thì ăn đồ bìu, ăn cứt mất, địt mẹ thì nó phải lên BKB. Vậy USA kìa, cùng Tita Sliver giết hết luôn. Chửi địt mẹ kiểu chuyên cắt con mẹ tóc đi. Thằng nào chửi? Cái địt con mẹ, tại sao tao không lùa cái đàn dầu của Tita vậy? Mặc dù chúng vừa đuổi theo tôi nhá, xong chúng dừng lại. Điêu hết là lồn. Điêu đi ngoài lồn. Đéo hiểu kìa. Chúng mày có con xe tao hả? Đéo hiểu. Sao nó biết chuyên tóc dài nhỉ? Ờ, tao mặc đấy con. Hiểu kiểu gì luôn. Trên này có con xe tao không? Không, phủ. Phải lồn vớ vẩn, ông đấy chính là cái ông hôm trước đến nhà anh xem con SH anh chưa đặt. Làm lồn đi. Xem con SH ban đêm ấy. Chuyện gì đó, đi đời lên. Mày bị điên rồi. USA không có RS đâu mà không. Hôm anh chụp ảnh clip của hai thằng đến nhà anh xem con SH. Smoke không? Ừ. Đúng rồi này được đi. Ủa sao mày có đúng nhanh á? Nhưng mà đấy là clip em ơi. Nếu phải chụp ảnh clip em ạ. Nó là clip luôn. Thì đấy. Tao sẽ chụp ảnh lại còn clip. Quay clip. Chụp ảnh clip. Chụp ảnh lại còn clip. Nó mít này. Nó bên này. Nó bên này. Xanh. Kìa lộ cả. Đâu nói thế chứ tóc tôi đâu có dài. Ông bảo tóc tôi dài, tóc tôi chả dài thì đéo cả gớm. Trông có vẻ rất action nhưng mà thật ra đéo phải. Ông nào đó còn bật đớt thì cũng mà cay thật sự. Đúng rồi. Chặt cái mắt đấy. Tao có bị chắc rồi đâu. Ở đây rồi. Tao không nói mày đâu nhá, dùng VT nhá. Covid. Cái lồn này đâu tụng tụng ta. Em Covid ư? Em bị Covid. Em bị Covid cannabis. Covid cannabis. Covid bị mỡ. Nhưng mà nói thế nhưng mà thực ra tụng VT rất là ngoan. Anh lại bị chửi em không? Không! Đi bạc hả? Ý định chửi này có chương trình Loki tập 6 cô mình ơi. Có nhá mình nhá! Muộn! Tập 9 luôn! Ngay tập cuối rồi đấy! À thế à? Biết đâu. Ngay tập 6 tập cuối. Em đừng lo rồi em nói. Bọn nó bỏ nhà bạn ơi. Bọn nó bỏ nhà. Đi mỡ. Bút tay này. Tôi đấy, địt con này. Cứ để trụ bắn. Những hàng có phép này, những hàng ở đâu này địt mẹ. Anh Dũng đánh có slot cho em slot nhá. Em không, em không bao giờ có hết em hiểu không? Anh đã bảo em rồi, em hết ho thì em nói. Em xuống sau lưng vợ em phát. Ừ, em cứ xuống xa đi mà đừng lo. Khổ ấy. Từ từ nhá, đang đi bộ xuống con rừng mình. Phun đi bộ thế thì mai mất. Điều luôn. Này. Mất tiếng ghê mà. Nhưng mà anh đã cởi trần rồi, mày kiếm cho anh cái chân này. Mất tiếng ghê liên quan là hồn tính cái cởi trần và cái chân. Cởi trần. Định sở truyền cho nó bác ơi. Được chưa? Usa cứu Usa. Mày thích tiếng ghê. Được chưa?
không phải cái lỗ nào cũng cắm vào lột đâu nhá, thịt mẹ cắm vào đúng lỗ đấy, phải lột ạ. Lỗ nào cũng cắm cháy mẹ luôn. Cắm vào lột mùi. Thế thì mày có biết là mấy thằng gay nó chơi nhau không? Mấy cắm vào mồm keo luôn, em cắm vào mồm keo luôn. Mấy bạn lại em đi ấy. Em chơi mồm keo luôn. Cái cu nó có dùng để đút đút vào đít đâu. Anh em xong rồi bút đút sao? Nói chuyện LGBTQ thì cái chữ Q nó là gì? Cắm vào lột đít tung tê tê. Quỳ nó là quỳ hoa bảo điện. Mấy cái ông miệt chọc này nói cái chuyện kiểu chửi nhau nghe cũng buồn cười. Miệt chọc đi cái con mẹ phải đủ mỏ. Miệt chọc đúng rồi. Cái tất cả những ngày những người bơi đây trên thế giới này là chỉ để luyện được quỳ hoa bảo điện thôi. Chào. LGBT quỳ thì kiểu quỳ chính là quỳ hoa bảo điện đi mà đỉnh cao võ thuật. Nhưng mà tại sao mà đúng mày cái đứa chiều kê, tao chả ra chiều rồi. Ok kìa. Chiều của thân lòi em trước. Cái đầu đó bạn ơi, không đuổi. Chửi em nếu mà nó đéo TP. Ok, nó đéo TP, bắt chặt kìa bạn. Ơ đây rồi. Dí. Bạn yên tâm, thằng ấy chết rồi. Rồi, chèo vào TP. Nếu mà nói về chiều gặp nó chắc là nó đéo TP thật mày ạ. Ui, ngu như tụng TP. Vẫn tuôn bố mày. Sao thằng ấy chú mẹ thế, đỉnh con mẹ mày. Cũng thằng bên lát được hit. Đùa. Chơi game kiểu dạ, một con mẹ đéo cái con mạng mà nó cung tao mà. Cái gì tao thích chơi chọc lú. Bắn không chơi được Queen tốt đâu đây. Queen này, này con Queen đang pha mặt mỏ này này bạn ơi. Bạn này, lực vừa đều quát qua đây hả? Tiêu du thủy trọng ngọng. Nó bị chọc gậy xanh à. Tung tê, chơi bắn lao rân, tung tê tê. Em, thực ra tôi kiểu sao không muốn mất tình cảm anh em ấy. Hôm trước tôi vừa mất thằng em rồi. Cái tít. Hôm trước là Khải anh. Thì anh biết thằng em của em chuẩn bị chăn nó để chơi buổi game buổi sáng với em đúng không? Em mất thằng em luôn rồi, chơi buổi sáng chơi em chơi luôn mất chửi nó kinh quá em mất rồi. Không sao đâu nhỉ? Chửi nó kinh quá. Ốc lắm luôn, ốc cái game mà. Thôi cảnh tạo được lại nữa, cảnh tạo được lại nữa, phải luôn. Bạn ít kỳ phải luôn. Thế thì bây giờ bạn bận không? Không được. Tôi chơi kiểu mấy con nó hôi máu hôi mụn được không? Mà lao lên thẳng thôi. Con chơi mấy con Saga này. Hoặc là cái em go đi anh em. Tôi bóng Ember tôi bay nhanh á. Để mà bán cái tối tôi phải lại bán. Why Nobling phạm anh? Anh nhiều không đến lắm. Nó có tăng hình rồi, nó được tăng hình cho rồi ý. Là các anh tuổi chẳng lẽ lại nói chuyện mất dạy trong này à? Đúng rồi, ngày xưa đi thằng bên vì tình bị thằng này với trai đầu. Rồi nó mất VKB rồi, nó mất VKB rồi. Vào rồi. Không, không vào rồi. Nó mất VKB nó chạy luôn. Ủa, có đá, đau nhiều tuổi. Địt mẹ cho mình bật bắn BKB vãi thôi. Tao có ghi đằng sau địt có mẹ mày bơ link bơ liệt cũng đâu. Không đến kịp. Tao bị mẹ bồ mẹ địt mẹ. Tao cũng bị mẹ thôi. Mày béo mẹ luôn thế ăn với mẹ ít thôi bà gà đuổi mẹ ra khỏi nhà luôn. Cái địt mẹ. Con mẹ như lao như thằng không biết địt mẹ mẹ thằng béo. Cái lại. Chưa kỳ thằng hôi. Tức không tới đây bạn cho Dota lâu chưa? Đúng bạn này thằng này không cần doom luôn. Tôi nói bạn biết thằng này bắt được vào bạn không cho bơ linh được nó chết luôn. Bạn đi nào, bạn đi tớ này. Nó bên linh con mẹ em đi ơi. Cay vãi rồi. Okay. Hai nó bên này bạn. Tôi hết bóng tôi không dám làm bừa bạn ạ. Địt mà các bạn trên kênh mắng tôi mất. Thôi tôi đéo bại đâu. Địt các bạn bạn trên kênh nhìn thấy hết vãi cả rồi. Mẹ người ta bảo mình gà cay. Đéo đỡ được. Go to RS, quét RS thôi. Có RS thì là Usa đều có RS gãy á. Có một AC Herat nhỉ? Đơn nam luôn mà. What you mean when you đơn nam like that? Bụng vỡ ngon solo kill. Ok, bách. Kết luôn này, má mới ngu này. À, mít là phải bách này. Shadow Blade ạ, cái đi mẹ. Bleed by a lot of dirt. Nó sao đâu mà lên á, game dirt bleed. Ta tí phải mua game thôi. Anh em à, đéo ai gần đây thì các bạn phải một xô mà thì thằng bố nó đéo chịu được luôn. Nói chung là tùng VT mấy cục hẳn á, ta mà có ánh mạnh không to ra gì. Tạm em lên sai đồ rồi. Nó mắt thế này. Tùng ơi, if you know that. Tùng ơi,
Nào là đi đi ngủ quá. Lúc sáng anh làm lúc sáng. Mày có sợ anh mẹ con sao? Rồi này, tao bay là được. Ôi, anh mặt con mà nghe tôi đã thấy sợ. Thế anh mặt con còn comment là gì? Vào trong đó mẹ mày gặp mấy thằng chọc còn lấy xích xích cổ đi. Thế thì mình mày né ra mất. Đi theo vào đây chẳng nhập ca chúng nó. Bên mình có game kìa, Usa cầm kìa. Mình cũng chọc. Hôm trước em chơi giveaway, thế là em trúng được phần giveaway nhưng mà điệp mạng đó là thuốc nhuộm tóc. Thuốc nhuộm tóc sơn đầu hỏi đi mà cài cái cả lồn luôn. Chưa nói đầu đéo có tóc chơi giveaway thuốc nhuộm tóc. Ôi đừng sai vội nha, tôi đang sở vị nha, xong rồi tôi bảo nha. Con có đốm lấy sạc đấy, con đốm lấy sạc mệt lắm á. Giải phạt stun xong dầm stun mình phải lo luôn. Dạ một phát là sẽ tốn 1.2 giây. I am not ready. Ok, auto lên sạc. Queen để mặt. Queen thật con. Nó đâu nhở? Sao mà lên B sao? Không, tôi đi xuống dưới mà sao nó nhanh thế bịt của mẹ tao hết bỏng, điểm chơi game cái lồn. Ôi, nó kia, nó kia, nó kia, nhưng mà nó có tự, nó có tăng hình như sao với mày ạ? Bỏ qua nó đi. Tao đéo biết, nhưng nó tăng hình như gì. Cái con 16 tuổi. Đẩy nhà đấy. Đừng lang quang dùng nó nữa. Nó chưa có BKB đâu nhưng mà được ra không cần ai. Gết sai. Mày hát là Linh Cán rồi kìa. Đúng rồi. Dạ. Mày có làm solo đánh mặt con tao? Con mẹ con gà của tao. Solo bạch con thì... Solo đánh nhau ấy, đánh nhau với mặt con tao. Ôi, anh Chuyết cứ hỏi trêu em cũng đang đâu. Đúng. Em đánh mình ngay. Chắc cái này đón, bỏ len đi, đổi đi. Hát mẹ mặt con đều. À, nó có mỗi cái lớp mà đéo hiểu sao cái thằng này nó cảm giác nó mất anh mấy thằng ôn con của mình lấy cái áo pot kia chuẩn bị phụt 40 đấy kìa. Mấy thằng đấy ngày xưa chắc em đánh 10 lần mất. Sao mẹ mày bị một thằng đánh 10 lần á? Điên không 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 à thua trẻ con đi đánh nhau đi ai đi mày đánh mày đi còn đấy phải lên Berlin in cho tôi cũng ra Berlin cho nó nhanh gà. Go mid đã xác định đi đánh nhau là còn đi một mình cũng mới thằng ngu. Go mid chạy đi nào, bắt bố mít này. Ngoài đời chứ mà trong phim mà con đang tự nhiên kia, ngon kia. Giờ nhá, ngoài trừ việc mày đấu võ đài thì một mình đánh nhau ngoài đường. Đúng từ từ nữa nhá mày, bởi vì nó có Oracle. Mẹ mình không gọi người đến là nó gọi anh rồi đến anh nó đứng nhìn thế thôi, mình đéo tác dụng lại cho Spotify này. Mà, tại sao lại làm thế nào? Rút gỗ mít á. Chất lượng của khôn khéo. Thì lúc đó mình thấy anh nó thấy mình phải dở văn cùng mẹ bút vui ra luôn. Súng mất thì đây bài game rồi. Em bài 90 triệu 10 chắc được 50 thằng cầm súng có đường. Cái được không? Đúng mất bút cu là mùa. Cái tỷ lệ gặp thằng cầm súng có đường chắc phải đen phải luôn. Thế ca chưa về đâu. Phan thôi. Thằng cầm súng nó còn định bắn nữa thì còn đen phải cả luôn nữa cơ. Thế là từ từ tay chưa biết bí kiếp bút cu là ngoài của hai phong lê rồi. Anh bạn à. Ok, tại sao mình vẫn e lên cả siêu con mẹ đi đi. Tôi muốn cô anh được cá được không? Tôi muốn cô anh đi mà. Thế hiểu sao đi con mẹ mà còn chưa có đi cả. Lại cheat rồi, alo quên mất. Cheat. Sao mình chết thẻ vậy, mình còn chưa được nghiệp lâu, chưa được bú bú. Cheat. Xem mấy thằng này mất dậy mà anh giúp chít 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 à? Chít. Anh giúp vẫn chít 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 người à? Chít người à? Bố mẹ ơi, bố mẹ là con đẹp trai. Đấy nhá, em kiểu sở truy hội dưới. Ít mà, phỏ anh ra đây. Giết nó đi phỏ anh ơi. Thì ta một mình nửa ba. Lên đi phỏ anh ơi. Bóc nó phần cửa, lên đi mẹ. Được bạn ơi, đẩy thêm cái đánh nữa về bạn ơi. Ơ em đang giả giọng anh Dũng. Thằng Dũng nó sẽ bảo tao lên top chứ đéo bảo tao về. Mà à, phải anh lên top ấy. Chuẩn đấy, chuẩn chưa? Thằng Dũng nó đéo nói câu đấy và bọn tao tự biết với nhau. Dạ thế ạ, thế em xin lỗi. Giao thông gì nhá. Win rồi. Chết.
Mấy mấy cái game game chi á, mấy cái công cụ hỗ trợ chơi game trên điện thoại á. Anh cầm mấy anh. Nó có trên iPad không nhỉ? Nào bạn ơi. Tùy tùy vào cái anh cầm được không? Chít vào, vào chít ơi, chít vào. Chít, chít, chít. Chít vẫn cứ nói. Chít tờ. Chít tờ. Nói nhiều vai lồn chả nghe cái lồn. Cái chửi thôi. Chít mà chửi như được mùa luôn. Chít chít. Alo. Ngoáy địt mẹ mày. Đã chít chít rồi còn đang ngoáy nữa bố mày. Kiểu anh giống cái chít chít ở lên view mà vãi lên à. Ờ, bây giờ hay nhỉ? Được chưa? Alo. Chít là lên view mà, nãy cứ 6.900 bây giờ chít chít là 7.500 nào. Alo, đang alo kìa, đây rồi. Sống này lắm nha. Alo. Đây vào là 7.000. Thế rồi anh béo ơi, anh nói được cái còn 5k thôi. Chít chít địt mà ông khai vắt cả lồn. Anh em em ghế một cái. Why we don't know bottom? No man, no man. Why we don't know bottom? Oh man. Chít vãi lồn. Bây giờ kiểu còn tên ấy không có ý gì nhưng kiểu bây giờ liệu có khi nào không nói gì không? Chỉ sở stream không mày nói gì mày anh? Nói cái lồn ấy từ bên tên. Giống kiểu sở stream ngủ ấy anh. Điện thai lên đi. Anh ấy nói cái tiên ấy. Chỉ chít chít thôi. Cái gì? Nóng chó. Ui ui ui. Rồng vãi lồn. Mikasa bạn đèo lên Berlin mà. À bạn đèo lên Mikasa mà. Phải cẩn thận. Sát Mikasa địt mà không. Trốn cay vãi lồn địt mà. Sao con rồng ta thấy nó bay bay ở cây. Phải đai châu. Ngỡ ngẩn. Chú rồng ngỡ ngẩn. Thôi vậy con này tiền vãi lồn. Trên kênh chat tao còn cười nói đúng vãi lồn. Nemo 660745902 thằng tụng tên tiểu đang mà. Ôi vãi lồn tề. Nhưng sao chân cái này nó cũng chửi nó phải dùng clone nhỉ? Không, đấy có phải là clone đâu, đấy là người ta không phải là user. Giáo chủ cứ kêu như chuột thế, lại còn chơi cả kịch câm nữa mặt hồn. Ôi, trời ơi, nghe tên Lưu Ly là biết là con gái rồi ạ. Giáo chủ chân có gì đâu nha. Vãi lồn thật. Anh chưa đấy, nó chửi em vẫn anh, hiện nay nó chửi em, anh cắt tóc của nó chửi em luôn. Ông chửi tao vô tư mà, tao cho chửi thoải mái mà, vấn đề đâu. Tao chửi người ta thì người ta cũng chửi. Cái tuột như trong giống trường kìa. Sơn, Sơn, Sơn này, mày chửi anh chưa hỏi tao đây. Mày chửi anh chưa tao đi. Có đi rồi, tao đi chửi đi. Ok, anh em, sao anh em lại bắt phốt tôi thế? Có lý do mới chửi chứ không phải là mình. Ôi, tịt mà luôn. Mình con người không có cái thực tế người ta chửi nó đâu rồi thì người ta cũng chửi em. Where's the game? Không được. Em đều làm thế tôi. Vào bạn đi. Không được rồi thì... Địt mất W rồi. Hồn này rồi. Địt mạng. Tớ thích thế bạn. Let fucking go. Let go. Let go. Ô, anh em chưa end game. End game nó cũng phải. Keep up rồi. Anh kiểu đéo phải tắt đi năm một đéo vui bạn hiểu không? Nó tính chất trai hát. Ông thì hóa ra anh em cũng chơi hát rồi. Cứ thế mà thắng thôi đúng không? Không phải, kiểu thế nào ấy, thật sự bạn. Có sức mạnh tình bạn anh giúp, bây giờ sức mạnh tình bạn à? Sao nói chuyện cười hay. Thằng này vô là thả game đúng không? Thì là tôi chơi game nghiêm túc mà. Nó chỉ cần không có mày thôi ý Tùng ạ. Nó luôn thế này mà. Nói chuyện cười luôn thật dễ dàng. Anh đừng có nói mất thế cười đặc gì. Em đã chứng kiến con mạng thì bên tên mai bố mới xem clip mày thì con mạng mày đá vào mồm vợ lúc ăn cơm vãi cả lồn thật. Con mẹ tắm hết tắm ra gì thằng tú tên mà địt con mẹ cấm cậu đá vào mồm vợ mày đá mồm vợ mày lúc ăn cơm tôi đá mồm vợ lúc ăn cơm mà nổi tiếng cả mạng xã hội đéo biết luôn mạng xã hội biết luôn vãi cả lồn tôi tên làm hai cướp đúng cái tên mặt chạy vậy lo túc mồm lồn gì đấy địt con mẹ sợ đấy vãi đáng sợ đau vãi lồn thế nhưng mà em mong một ngày em làm thế với em thật nhưng mà lấy công vậy ủa trong một mình nhổ kìa Mikasa kìa toán phải làm những chuyện sai trái không sơn tông kêu kêu chứa pha nhà thì mắt thịt mà ở trong tùng TTB dây thiểu năng mà không ai làm gì mày luôn mày ra đường ấy mày có thế thì mày cái ông bình thường lại đứng em đeo kính đen đeo kính dâm đồng hồ mày đếp nhà địt mẹ trên cành đấy thật sự luôn hai mày được không nấu nha luôn có bốn giáo học múa đi địt mẹ hết trường rồi
và múa chém một ít thôi. Hết thưởng rồi. Nó vẫn đang trách người ta, nó vẫn đang đuổi người ta nè. Nó ra đánh phải không? Không, người ta đang hát thì ra mà cái trống nó đánh. Làm lồn rồi đấy, đi mẹ. Nó trốn tụng luôn mà, phải luôn. Rồi người ta vòng lên chặt trụ đi. Thôi, em nghe kịch nghe. Chưa kết thúc đua. Có mấy thanh niên ấy đứng giữa đường, ông đeo kính râm, xong rồi đằng sau có cái biển ấy. Đúng là đó. Ông mang cái trống ra đánh. Tùn gì, tùng con. Tùng con. Đấy là việc xấu mà. Tùn gì? Mày muốn làm việc xấu hơn thì mày lao lên mày đánh người ta đi. Mày cố chấp mà anh ta đi đùa. Tôi lấy cho một Immortal bất kỳ. Mẹ bạn hạt, phải luôn hạt. Đây rồi. Bảo game điện thoại thôi. Bạn chơi đấy. Bạn chéo tôi, để lúc tôi chơi, bạn lại bảo bạn đéo hiểu sao bạn chơi. Bắt bèo. Mắt bèo ngủ vài lôn nên tôi phải chửi. Có vẻ đấy bạn cứ ngủ vài lôn. Cái tên bị bệnh lồn, nó cứ vừa nói vừa cười. Bị bệnh lồn vừa sai MVP. Không phải là tao. Nó rất là gò má luôn, một cái cơ má nó cứ chích ngược lên, đéo hiểu sao. Mày